Mới có rồi hả? 7. Con này là thứ 8 rồi. Một nếng sau nặng chứ không thôi, xí nặng lại là xí quá. Hai mẹ con quay video nó kìa. Ai? Mẹ con. Ừ. Bụng cặn cặn dễ ra chứ còn bụng sao cũng khó biết còn hay không. Có là đù luôn. Hôm qua ông cô con nó mụn có được không? Con của chị nó. Ngon hơn mụn đi không? Ngon hơn mụn đi không? Ngon hơn. Đã cục mụn màu đen qua buổi tác này. Hả? Yep.
tôi mà nghĩ là khỏe luôn. Ngoài đi tôi mà nghĩ là khỏe luôn.